giữ vững kỷ cương, kỷ luật của đảng để lấy lại niềm tin, tình thương yêu, quý trọng của nhân dân là khẳng định của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ở phần cuối bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương khóa 11 chiều 12 tháng 10 vừa qua. Bản tin sau đó trên báo Thanh Niên phát hành trong nước cho thấy khi nói về công tác cán bộ, ông Nguyễn Phú Trọng đôi ba lần nhắc lại cũng như nhấn mạnh việc củng cố nhằm lấy lại niềm tin, tình thương yêu của nhân dân đối với đảng. Theo ông, dù có nhiều thời cơ và thuận lợi trong thời gian qua thì khó khăn và thách thức vẫn là phải tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Báo chí còn trích dẫn nguyên văn phát biểu của ông là phải chuẩn bị một cách kỹ lưỡng cả về văn kiện lẫn nhân sự để đại hội thành công tốt đẹp. Thật sự là đại hội đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển. Kiến trúc sư Trần Thanh Vân, một trí thức phản biện ở Hà Nội, cho rằng giờ mà kêu gọi lấy lại niềm tin và tình yêu thương của nhân dân thì chẳng khác nào mất bò mới lo làm chuồng. Mất lâu rồi, không có tình thương yêu nào hết, không có tin tưởng nào hết. Tôi không quan tâm cái đại hội đảng là cái gì cả. Thực sự nói là ông biết là không có niềm tin, không có được nhân dân tin, ông biết. Thế là tốt. Còn nói thật nhé, cái hội nghị gì cũng chỉ là hình thức. Mà tôi thấy là hội nội bộ họ đang đấu tranh với nhau. Tôi chẳng quan tâm đại hội đảng đâu. Tôi không chửi họ và tôi không theo họ. Thế thôi, kệ. Toàn bộ bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng vào khi bế mạc Hội nghị Trung ương 11 chứng tỏ ông không đủ sức thuyết phục là nhận định của ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Là bởi vì toàn là nói những cái chuyện chung chung thôi. Ông khen Ban Chấp hành Trung ương là có nhiều ý kiến sắc sảo, nhưng mà là ý kiến gì thì ông rõ. Ông khen 3-4 cái văn phòng làm việc tử tế, nhưng mà đề xuất được cái gì cũng nói rõ. Tới đây sẽ chuyển biến cái gì, phải tập trung vào những việc gì thì cũng không thấy rõ. Trong Huế tôi là có một câu gọi là ném cáp bụi tre, nghe rào như thế, tôi thấy chả có tin tưởng gì. Ông Nguyễn Khắc Mai phân tích tiếp. Ông Trọng là rất nhiều lần nói rằng tình hình Việt Nam chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay. Ông tự hào về một số cái kết quả, ví dụ như tăng trưởng kinh tế này, rồi có cơ sở hạ tầng này, vân vân, rồi các thứ. Thế nhưng mà người dân đặt vấn đề với những thành tựu như thế, kết quả như thế, nó phải trả một cái giá rất đắt về sự suy đồi của con người, của xã hội, đặc biệt là sự suy đồi thoái hóa của cơ quan hành pháp. Thì bây giờ ông nói như thế là để lên dây cót cho anh em thôi. Còn cái thực sự lòng dân người ta chán chê ra. Người ta yêu cầu 10 thì anh làm được vài ba. Hoặc có khi là làm lỗi âm. Thì làm sao mà dân là tin được. Không ai người ta nói đến cái niềm tin của mấy đảng này cả. Đấy là một cái lẽ. Tự chung, để lấy lại niềm tin và tình yêu thương, sự quý trọng của người dân thì quan trọng từ Đại hội 13 là thông qua nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11 này, nhận thức sâu sắc về những vấn đề lớn, thí dụ giải quyết quan hệ giữa quy luật thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa. Kế đến là đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng, chỉnh đốn đảng. Nhà quan sát thời cuộc, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng. Cần hiểu Nguyễn Phú Trọng là một người Marxist giáo điều. Ông ta giáo điều hệt như là Hugo Chavez của Venezuela lúc còn sống. Cái gọi là định hướng xã chủ nghĩa hay là chủ nghĩa xã hội đã dẫn đất nước của Venezuela tới thảm thương không chỉ nghèo mà còn đói. Và nếu Nguyễn Phú Trọng mà còn muốn duy trì chủ nghĩa xã hội hoặc là cái đuôi định hướng xã chủ nghĩa như là Venezuela thì ông ta sẽ đẩy Việt Nam vào tình trạng thê thảm. Đặc biệt là Việt Nam bây giờ đang đối mặt với rất nhiều thảm họa về kinh tế, về môi trường, về thiên nhiên, ô nhiễm, vân vân, rất nhiều thứ. Điều thứ hai là nền kinh tế định hướng xã chủ nghĩa đã thất bại từ rất lâu rồi, chứ không phải bây giờ mới thất bại. Bằng chứng rất rõ cho cái việc thất bại đó là sự tan rã của phần lớn hệ thống kinh tế quốc doanh, bao gồm cả cái khái niệm tan rã cộng với cái nạn tham nhũng kinh khủng. Và nó sinh ra rất nhiều cái hậu họa, để lại những cái số nợ di sản kinh khủng. Từ đó để mình thấy không còn hy vọng gì ở cái đuôi định hướng xã chủ nghĩa trong nền kinh tế của Việt Nam. Lấy lại niềm tin thương
chán nhập thì đối với cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa của ông ta, tại vì càng giữ định hướng xã hội chủ nghĩa thì càng gây tai họa, càng gây tai họa thì càng giảm sút nghiêm trọng cái niềm tin của người dân vào đảng và nhà nước. Từng là người chuyên nghiên cứu về lý thuyết Mác Lê từ khi còn trẻ, cựu vụ trưởng vụ dân vận Trung ương Đảng Nguyễn Khắc Mai cũng cho rằng ông có đủ cơ sở để khẳng định chủ thuyết mà ông Nguyễn Phú Trọng đang đề cao thực sự là một thất bại. Càng nghiên cứu sâu thì không có một cái chủ nghĩa Mác Lênin nào cả, bởi vì nó là hộ lốn, nó là đầu ngô mình sợ, nó mâu thuẫn lẫn nhau. Anh này nói một đằng, anh kia nói một nẻo. Mà ông Mác thời gian ông định đạt và ông sám hối và ông nói là chả có cái chủ nghĩa cộng sản gì đâu, chả có cái lý tưởng đấy. Đấy là trò lừa trẻ con, ông phong tin là những cái ý nghĩ trẻ con. Cái thứ hai là làm gì có cái chủ nghĩa xã hội và cái hình thái kinh tế người ta nói là sau chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa xã hội, làm gì có cái chuyện đấy. Và bây giờ vì sợ mất quyền hành cho nên là cứ kiên trì chủ nghĩa Mác Lênin đi. Chứ thật ra đấy là cái mà dân Việt Nam là người ta đã gói ra rồi. Không ai người ta thừa nhận, chỉ có các anh nói với nhau trong hội trường thôi. Còn trong thực tế, dân người ta không thể tin được và không thể yêu được. Làm được một cái số thành quả gì đấy thì cướp bóc đến gần một nửa rồi. Với một tình hình như hiện nay, với một cái đảng cầm quyền như hiện nay mà nói như Lenin là vừa dốt, vừa tham, vừa cậy quyền. Thế thì làm sao mà để cho dân mà tin được? Người ta càng cười cho thôi. Dưới mắt nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, dù có một số thành quả kinh tế nhất định bao năm qua, nhưng so ra không thể sánh với cả một núi tham nhũng. Ông nói bao nhiêu củi tươi, củi khô, được cho là củi nhà ông Nguyễn Phú Trọng, còn chưa được bỏ vào lò đốt, thì nói công tác cán bộ, củng cố xây dựng hoặc kỷ cương kỷ luật đảng chỉ là nói lấy được mà thôi. Và muốn biết rõ ý dân, lòng dân đối với đảng và nhà nước ra sao thì cứ mạnh dạn trưng cầu dân ý sẽ 2 năm rõ 10 là ý kiến của nhà báo, blogger, cựu tù nhân quyền Nguyễn Ngọc Già từ Sài Gòn. Ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng cần phải lấy lại niềm tin, tình thương yêu của nhân dân, tức là dành cho đảng của ông ta. Suốt 70 năm qua, cái gọi là niềm tin, tình yêu của dân dành cho đảng, tất cả nó chỉ là một sự nhồi sọ. Tôi xin phép mượn tựa đề một cái cuốn sách của nhà văn Vũ Thư Liên, tức là người dân miền Bắc vào lúc bấy giờ và cho tới cả miền Nam sau này đều sống trong cảnh đêm giữa ban ngày. Người dân Việt Nam đã bị lầm quá sâu, và ông Nguyễn Phú Trọng tưởng rằng người dân Việt Nam hiện nay vẫn còn lầm lẫn như là cách đây vài chục năm về trước, nên ông ta bảo là lấy lại niềm tin. Thực chất người dân không còn tin đâu, nếu họ dám thực hiện trưng cầu ý dân. Và luật trưng cầu ý dân đã có hiệu lực thi hành rồi. Nếu mà cho rằng người dân Việt Nam hiện nay còn tin tưởng, còn thương yêu Đảng Cộng sản Việt Nam thì trưng cầu ý dân ngay đi ạ. Bế mạc Hội nghị Trung ương 11, ông Nguyễn Phú Trọng đã đề cập tới thành phần nhân sự mới trong bộ máy cầm quyền, đồng thời loan báo quyết định kỷ luật 7 tổ chức đảng, bao gồm Ban Cán sự Đảng bộ Công thương, Ban Cán sự Đảng bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Cán sự Đảng bộ Truyền thông và Thông tin, Ban Cán sự Đảng bộ Giao thông Vận tải, Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Theo ông Nguyễn Phú Trọng, kỷ luật cán bộ là điều thật là đau xót nhưng không thể không làm, không có cách nào khác. Còn đối với nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương Đảng Nguyễn Khắc Mai, khi tình hình tham nhũng dẫy đầy cùng số lượng cán bộ đảng viên tham ô, thoái hóa tăng cao, thì cho dù ông Nguyễn Phú Trọng có than thở đến mức nào, dân vẫn không tin nổi.